Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Hoàng đang có mặt tại Mẹ Nam Hải, Bạc Liêu. Hôm nay là ngày mùng 10 Tết, cũng là ngày vía thần tài. Thì Hoàng đến đây để chia sẻ cho mọi người về cái ngày vía thần tài mùng 10 Tết hôm nay ở ngay chỗ Mẹ Nam Hải, Bạc Liêu thì sẽ diễn ra như thế nào. Thì bây giờ là cũng hơn 3 giờ sáng rồi cả nhà. Hoàng nhận thấy chỉ mới hơn 3 giờ sáng thôi mà cô chú anh chị đến đây, bà con thập phương đến đây cũng cũng khá là đông nha. Và ngay chỗ này thì Hoàng nhận thấy cũng có khá là đông các cô chú đến đây từ hôm qua và ngủ lại cả nhà, cũng khá là nhiều. Thời tiết hôm nay cũng khá là lạnh, vì thế mọi người đã trùm chăn ngủ hết rồi. Thì hôm nay bà con đến đây ngủ thời tiết lạnh như thế này thì cũng đỡ mũi cả nhà. Ngay phía trước Mẹ Nam Hải có rất là nhiều những cái bàn, người ta bày ra những cái bàn như thế này để cho quý Phật tử đến đây để cúng cho mẹ, rất là nhiều luôn. Ôi, ở đây nữa cả nhà ơi. Có rất là nhiều cô chú ngủ qua đêm ở đây. Ngay chỗ này nữa, có khá là nhiều cô chú anh chị khách thập phương qua đêm ngủ ở đây. Có lẽ là những cô chú anh chị này ở từ phương xa tới, đến từ đêm qua rồi ngủ lại ở đây cả nhà. Bây giờ thì Hoàng nhận thấy mới có hơn 3 giờ sáng thôi mà khách thập phương đến cũng khá đông nha. Thì hôm nay là ngày vía thần tài, có lẽ là trưa nay ở đây ngay chỗ trước Mẹ Quan Âm này mọi người có lẽ là cũng khá là nhiều á. Và tiếng giám những cái lời Phật mà bà cụ nguyện thì biếu kính dâng lên Mẹ Quan Âm Nam Hải, thì cho thân chủ của con là bà cụ nguyện thì biếu xin cho có âm dương để làm tên là mẹ có chứng những lời dạy 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 tâm mầm lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mới 3 giờ sáng thôi mà bát hương ở đây to đùng luôn, đầy ắp nhang luôn mọi người. Còn ở chỗ này là cô bác Phật tử đến đây để cúng cho mẹ. Rất là nhiều đồ luôn, hương đăng trà quả. Một cái bàn chỗ này, cái hình vòng cung này khá là dài. Mới giờ này thôi mà khá là nhiều đồ cúng đó mọi người. Trưa xíu nữa là chỗ này là đông nghẹt luôn. Cô chú anh chị nhìn xem, vào ban đêm á, vào buổi sáng hôm nay á, thì những cái ánh hào quang cũng như là những cái ánh đèn tỏ ra ở trên gương mặt của Mẹ Quan Âm nhìn nó khá là đẹp và phúc hậu mọi người.
Thì mọi người ngủ dài ra tới ở ngoài này luôn cả nhà ơi. Rất là đông luôn nha. Ở ngay chỗ phía trước mẹ Nam Hải nhìn ra biển chỗ này mình nhận thấy có một cái vườn kiểng nhìn khá là mát mẻ luôn. Chỗ này thì mấy cô chú cũng bây giờ dậy rồi, chuẩn bị cúng buổi sáng. Hiện tại bây giờ là ở phía bên trong chùa, trong những gian chánh điện thì người ta chưa cúng, mọi người ai cũng tập trung ra phía trước chỗ nơi mẹ Quan Âm á, người ta sẽ cúng ở đây, bày ra những cái lễ vật gồm có dừa, rồi nước suối, người ta cúng dừa và nước suối, cúng xong thì mọi người sẽ thỉnh cái lọc đó về để uống á cả nhà. Thì ở đây mọi người cúng những cái lễ vật cho mẹ gồm có dừa rồi nước suối. Thì bây giờ trời cũng hừng sáng rồi, các cô chú anh chị đến đây cúng Hoàng nhận thấy là mỗi lúc càng nhiều thêm. Còn những cô chú anh chị mà ngủ qua đêm á, bây giờ đã thu dọn mùn mền rồi kìa. Thu dọn những cái tấm tăng để chuẩn bị cúng buổi sáng đó nha. Bữa nay trời se se lạnh nè, cũng đỡ mũi. Chứ mỗi khi ngủ kiểu này chắc mũi chích cũng phê luôn á mọi người. Trong chùa thì bắt đầu người ta sẽ vào chùa cúng rồi kìa. Nhưng mà giờ này thì Hoàng nhận thấy mọi người chỉ tập trung cúng ở trước mẹ Quan Âm thôi. Không ai cúng trong đó. Có lẽ là xíu nữa người ta sẽ vào trong đó để cúng sau cả nhà. Còn ở đây là chính là trai đường, nơi bếp ăn từ thiện. Và buổi sáng thường thì ở đây, ở trong nhà chùa phát cơm miễn phí ở đây nè cả nhà. Hiện tại bây giờ là còn rất là sớm, vì thế chưa có phát cơm nha. Chứ chỗ này vào buổi sáng là ở trong chùa người ta phát cơm chỗ này nè. Khi mà chúng ta vào viếng mẹ Nam Hải thì vừa bước vào cổng thì phía bên tay phải ở đây có cái khu bàn ghế rất là nhiều nè, ngay chỗ xe đường này nè.
là ở đây người ta phát cơm miễn phí rất là nhiều nha. Còn bên ngoài là một cái bãi xe giữ xe gắn máy á, là bãi giữ xe miễn phí luôn. Còn xe ô tô thì không có giữ trong chùa nha. Xe ô tô thì mình sẽ sang những cái khu mà nhà trọ khách sạn đối diện ở hai bên đường ở phía trước chùa, thì mình sẽ vào gửi ở bên đó, rồi qua bên chùa bên đây viếng mẹ bên đây. Bãi xe nhà chùa chỉ giữ miễn phí xe gắn máy thôi, chứ không có giữ xe ô tô. Đó, bây giờ thì Hoàng nhận thấy bắt đầu có những cái du khách rải rác vào trong chùa rồi đó. Thì trưa nay là ngày vía thần tài, là ngày mùng 10 Tết, có lẽ là trưa nay cũng khá là đông đó mọi người. Mới giờ này thôi là người ta đến viếng mẹ cũng khá là đông rồi. Thì hôm nay cũng nhân dịp ngày mùng 10 Tết, ngày vía thần tài, Hoàng cũng muốn đến đây để ghi hình chia sẻ cho chú anh chị ở nơi mẹ Nam Hải vào cái ngày vía thần tài, ngày mùng 10 Tết đó. Ở đây thì bà con cúng có đông hay là không? Thì thường như mỗi năm á, ở trong chỗ nhà khách này á, cũng có khá là nhiều du khách nghỉ qua đêm ở đây. Để hôm nay Hoàng xem như thế nào nha. Hôi nhìn từ xa thì Hoàng nhận thấy cũng có khá là nhiều các du khách Phật tử đã ngủ qua đêm ở đây nha cả nhà. Ở trong nhà khách này thì Hoàng nhận thấy có khá là nhiều bà con Phật tử du khách ngủ qua đêm ở đây. Nhưng mà ở trong đây còn rất là nhiều chỗ trống. Sao lúc nãy những cái đoàn khách kia không vào trong đây ngủ cho nó đỡ bị sương, mình cũng không hiểu nữa. Chỗ này dân mùng rất là nhiều luôn cả nhà. Các cô chú ở đây ngủ nè, quá chừng luôn. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều chỗ trống á. Xương gươm kẹo. Bây giờ thì Hoàng Nhân thấy phía bên trong gian chánh điện các Phật tử đã vào trong đây cúng rồi cả nhà. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay, ở trong chùa, trong gian chánh điện này, Hoàng nhận thấy có rất là nhiều tiếng chim. Ui, nó kêu quá chừng luôn cả nhà. Giờ này mấy con chim nó dậy, nó kêu nhoi hết trơn luôn. Đâu ngoài đây nè, kêu rất là nhiều. Một nơi thờ tự trang nghiêm nhìn rất là đẹp luôn. Sáng nó dậy nó kiếm thức ăn nè, đó. Bây giờ thì Hoàng nhận thấy du khách đến có lẽ cũng khá là đông rồi. Thì nhân dịp buổi sáng mùng 10 cũng là ngày vía thần tài, vì thế Hoàng cũng muốn đến đây nơi mẹ Nam Hải Bạc Liêu này để chia sẻ những hình ảnh cho các cô chú anh chị xem ở nơi mẹ Nam Hải vào cái ngày mùng 10 ngày vía thần tài thì cô chú anh chị hôm nay đi cúng viếng ở đây như thế nào. Và bây giờ Hoàng sẽ dừng clip đây cả nhà. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip sau. Bây giờ thì xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.